giới. Chào Úc, chào Mỹ, chào Thái Bình Dương, chào Phi, chào Âu, chào Á, và cuối cùng thì chào Bầu. Mời giám khảo ạ. Xin mời các thí sinh lên thi đây. Tập thi trước, ai thi trước đây? Thí sinh số 1 lên đi. Vâng. Tôi là số 1 đây. Xin mời anh tự giới thiệu với mình ạ. À vâng, đây là mic ạ. Alo, alo. Tôi tự giới thiệu nhà tôi là Bruce, đến từ nước Canada nha mọi người. Hôm nay tôi đến đây để thi hát nha mọi người. Ok. Đẹp một tay nào. Trời đất. Trời ơi. Ca sĩ muốn giúp người ta đấy chứ. Cặp cô đâu rồi? Ê, xem thử. Chị nữa anh. Ừ, trời, cảm ơn nhá. Sau đây tôi sẽ thi hát nha mọi người. Nhạc sĩ mà làm gì? Bạn sẽ nói tên gì mà tao với tôi nhé. Tâm kê ông nhá ngoài. Chấm điểm nào. Đây. Rồi. Chấm 5 điểm nhá. Theo như tôi thấy thì ca khúc này khá là hay. Khá là mới mẻ. Được, tôi sẽ chấm 100 điểm. Cảm ơn nhá. Cảm ơn khán giả. Chàng này một số điểm rất là tuyệt đối, tính là 100 điểm. Mời anh về chỗ nào. Mời thí sinh tiếp theo số 2 á. Mời số 2 lên. Số 2 đâu? Trả nick cho anh xin. Con ghê nha, có thôi đó, có thì vô trật. Trời ơi, hôm nay lâu quá rồi. Đây, bác đây. Sao nhìn mặt có quen thế? Quen chưa? Làm gì không quen được. Lâu rồi không gặp. Trời ơi, lâu rồi không gặp nhỉ. Thì sao bây giờ anh đang đi chọn hạt quay ca. Quay cái thôi. Hát bài gì đây? Mở nhạc lên. Bài gì? Thịt chó, thịt mèo.
Ok. Nhâm sâu mà nhắm ếc, nhâm ếc mà nhắm crong, nhâm crong mà nhắm lăng là nhâm lăng, nhâm bùng, nhâm crong, nhâm lăng, nhâm sâu, nhâm ếc. Lê nồn giống ế nè, mắt phải mong quá. Ếc, nhâm sâu, nhâm sâu, nhâm lăng, nhâm lăng quá. Lô thế này mà thịt chó thịt mèo bây giờ hết đâu rồi? Hả?